Hello mọi người, chúng ta đến với buổi thi đấu buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu ở vòng tứ kết giải cầu lông hội làng thôn Âu Cách mở rộng lần thứ tư. Phía gần màn hình là cặp đôi Trọng Nghĩa và Đức Duy. Đối thủ của họ là cặp đôi Xuân Mạnh và Quang. Đây là điểm số đầu tiên của trận đấu, 1-0. Đức Duy giao cầu, Quang đỡ giao cầu. Những gương mặt nổi trội nhất của cầu lông phong trào cũng như là cầu lông chuyên nghiệp ở miền Bắc. Xuân Mạnh, tay vợt chuẩn bị đỡ giao cầu, là tay vợt đến từ tuyển cầu lông Sipucha Hà Nội, gần đây đã giành chức vô địch nội dung đôi nam giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô ở nội dung đôi nam nâng cao. Thank you.
Lấy xe bao nhiêu nhỉ? 31 à? Vâng. Điểm số 13-5. Cặp đôi Nghĩa Duy đang có lợi thế dẫn điểm khá sâu. Buổi chiều ngày hôm nay từ vòng tứ kết trở đi sẽ đánh 1 set 31, vòng chung kết sẽ đánh 3 set 21. Rất hay. Đôi Nghĩa Duy rất xứng đáng cho ứng cử viên chức vô địch. Tuy nhiên để đến với chức vô địch thì họ cần phải vượt qua những cặp đôi rất mạnh. Dậy. Đôi Mai Sơn. Thank you.
Thank you.